Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta đang học giáo trình Edito A2, chương 3. Và đây là bài số 6. Trong bài số 6 này, ở trong sách bài tập Cahiers d'exercice ở trang 23, người ta yêu cầu chúng ta làm một số bài tập liên quan tới les pronoms relatifs, các đại từ quan hệ mà chúng ta đã học ở trong bài số 2. Và bây giờ chúng ta ôn lại các phần giáo khoa trước khi làm bài tập. Ở trong sách giáo khoa trang 44, người ta trình bày cho chúng ta các đại từ quan hệ, les pronoms relatifs. Và các đại từ quan hệ ở trong tiếng Pháp thì gồm có những đại từ như sau. Thứ nhất là les pronoms relatifs simples, những đại từ quan hệ đơn, gồm có bốn đại từ, qui, que, dont, où. Và trong bài chúng ta đã học thì gồm có ba đại từ, qui, que, où. Người ta không có trình bày đại từ dont. Và tôi đã coi trong suốt cuốn sách này thì cũng không có bài nào trình bày về đại từ dont. Như vậy sau bài này tôi sẽ trình bày đại từ dont, D-O-N-T, để cho nó thành một cái bộ, trọn bộ. Và còn một phần thứ hai nữa là les pronoms relatifs composés, các đại từ quan hệ kép, thì trong cuốn sách này cũng không có trình bày. Như vậy tôi cũng sẽ trình bày luôn các đại từ quan hệ kép. Như vậy sau bài tập này, là bài số 6 này, chúng ta sẽ học thêm đại từ dont. Rồi bài kế tiếp chúng ta sẽ học thêm bài pronoms relatifs composés. Như vậy chúng ta sẽ có trọn bộ các đại từ quan hệ. Và bây giờ chúng ta ôn lại phần lý thuyết của qui, que, où mà chúng ta coi ở trong bài số 2. Và ở trong trang 23 chúng ta thấy phần lý thuyết của đại từ quan hệ, người ta chỉ nói một cách rất đơn giản là ba đại từ này có một cái thì làm sujet. Và người ta yêu cầu chúng ta tìm thì trong bài này đó là chữ qui. Chữ qui có chức năng làm sujet. Tôi viết tắt ra chuyện này. Qui. Và B, một đại từ quan hệ nó có chức năng làm complément d'objet direct, đó là đại từ que. Đại từ que. Và số 3, có một đại từ khác có chức năng làm complément de lieu, đó là đại từ où. Như vậy trong bài này người ta đề cập tới ba đại từ qui, que, où, thì ba chữ nó có chức năng khác nhau. Thực ra nếu nói cho đầy đủ thì đại từ où này còn có thể thay cho thời gian nữa. Qui làm sujet, que làm COD và où thì là có hai chức năng, complément de lieu và complément de temps. Và còn một đại từ đồng mà như tôi đã nói, người ta không đề cập trong bài này, chúng ta sẽ học thêm. Bây giờ chúng ta thử ôn lại ba chức năng của ba đại từ này, rồi chúng ta sẽ làm bài tập sau. Và đây là bài tập số 3 ở trong sách mà chúng ta đã làm trong bài số 2. Các bạn hãy bổ túc cái bài tập sau đây với các đại từ qui, que, où. Và như tôi nói ở bên trên, qui có chức năng làm sujet, que có chức năng làm COD, où có chức năng làm complément de lieu và có thể làm complément de temps nữa. Ở trong sách người ta không đề cập, chúng ta cũng học luôn nhé. Và khi làm các cái điền các cái pronoun relatif này vào thì chúng ta nhớ pronoun relatif, tất cả các cái đại từ này đều thay cho chữ đi trước, thay cho chữ đi trước để làm một cái chức năng gì đó cho động từ đi sau. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái cách vận hành của cái đại từ quan hệ thì chúng ta sẽ tìm và chúng ta lý luận. Tôi lấy ví dụ ngay nhé. Câu A, la pièce, pièce là cái phòng. Nous dormons là chúng tôi đang ngủ. Est très calme thì nó rất là yên tĩnh. Cái phòng, chúng ta thử xem một trong ba chữ này thì đại từ nào là có thể đặt vào chỗ này. Nếu chúng ta để đại từ qui vào thì không được, là bởi vì qui thay cho chữ đi trước để làm sujet cho động từ đi sau là động từ ngủ, trong khi động từ đi sau động từ ngủ có chủ ngữ là nous rồi, như vậy qui không được. Chúng ta thử để chữ que vào đây, la pièce que nous dormons, que là một đại từ quan hệ thay cho chữ đi trước để làm COD, chức năng của nó làm COD cho động từ đi sau cũng không được, bởi vì động từ dormir là một nội động từ, verb intransitive nó không đòi hỏi COD. Như vậy chúng ta chỉ có thể để đại từ u. Cái phòng mà nơi chúng tôi đang ngủ thì rất là yên tĩnh. U, la pièce où nous dormons est très calme. Cái phòng mà nơi đó chúng tôi đang ngủ, cái phòng này thì rất yên tĩnh. Câu số 2, la salle à manger est la pièce. Phòng ăn là cái phòng,
Rồi chúng ta thử thay chữ ki vào đây. Ki không được bởi vì ki thay cho chữ đi trước để làm suy rê cho động từ đi sau, trong khi động từ đi sau nó đã có chủ ngữ rồi là je. Chúng ta thay chữ cơ vào, cơ là pronoun relative thay cho chữ đi trước để làm COD cho động từ đi sau. Như vậy chúng ta thấy đây là hợp lý. Cái phòng, phòng ăn là cái phòng mà tôi thích nhất ở trong nhà mình. Và như vậy thì nó là phải là một COD và chúng ta có đại từ cơ. Và câu kế tiếp, nous habitons dans un immeuble là chúng tôi cư ngụ trong một một cái nhà, một cái tòa nhà, một cái chung cư đi nhé. Chúng tôi cư ngụ trong một chung cư và chúng ta thay chữ ki vào đây. Ki là pronoun relative dùng thay cho chữ đi trước để làm sujet cho động từ đi sau. Như vậy chúng ta thấy hợp lý bởi vì động từ đi sau là động từ être ở đây chưa có sujet. Chữ e này chưa có sujet thì chúng ta để chữ ki vào. Và kế tiếp câu D, la résidence universitaire, cái ký túc xá sinh viên đó. Rồi je vis ébriant, vi là ngôi thứ nhất số ít của động từ vivre là sinh sống, tôi sinh sống thì ồn ào. Cái ký túc xá nơi tôi đang sinh sống thì nó rất ồn ào, chúng ta thay chữ ki vào không được bởi vì ki nó sẽ làm suy rê cho động từ đi sau, động từ này nó có chủ ngữ rồi. Chúng ta thay bằng chữ cờ cũng không được, cờ không thể thay thay cho chữ đi trước, không thể làm COD cho động từ đi sau được bởi vì vi phải là một nội động từ. Như vậy chúng ta sẽ có đại từ u là nơi mà, ký túc xá sinh viên, nơi mà tôi đang ở thì nó rất là ồn ào. Và câu ơ, la femme, bà phụ nữ dắt con cháu của bà ta đi ở ngoài đường là bà chủ nhà của tôi. Như vậy chúng ta phải thay chỗ này bằng đại từ ki là bởi vì động từ promener nó chưa có chủ ngữ la femme qui. Như vậy đại từ qui thay cho chữ đi trước để làm sujet cho động từ đi sau. Bà phụ nữ mà bà ta đang dắt con chó của bà ta đi ở trong ở bên ngoài đường đó thì bà ta là chủ nhà của tôi. Và câu cuối cùng le logement, cái tòa, cái nơi ở, động từ je loue est un studio, tôi thuê mướn là một cái căn phòng, một cái căn hộ có một phòng. Studio là một căn hộ nhỏ nhất trong số các căn hộ, nó chỉ có một phòng thôi, nó không có chia vách ngăn ra. Như vậy ở đây chúng ta thấy là động từ louer là một ngoại động từ trực tiếp, cái nơi ở mà tôi đang thuê là một căn hộ một phòng. Vậy chúng ta phải để đại từ cơ, cơ là pronoun relative thay cho chữ đi trước, thay cho logement để làm COD cho động từ đi sau là động từ louer. Như vậy chúng ta coi lại, ki là chức năng làm sujet, cơ chức năng làm COD, u có thể làm complément de lieu và cũng có thể làm complément de temps. Ở trong bài này người ta không đề cập tới cái chức năng này. Và bây giờ với các kiến thức này chúng ta sẽ làm các bài tập sau. Bài tập số 1 ở trong sách bài tập, chúng ta coi là các anh chị mở lại sách bài tập ở trang 23 đó, thì chúng ta có bài tập về pronoun relative. Và trong bài tập số 1 người ta nói chúng ta là quel mot remplace le pronoun relative. Và chúng ta biết pronoun relative là phải thay cho một chữ đi trước, thì bây giờ trong bài này người ta hỏi chữ nào thay cho pronoun relative và người ta cho chúng ta một bài text rồi yêu cầu chúng ta làm 8 câu hỏi sau. Les appartements que nous vendons ont des superficies variées. Các căn hộ mà chúng tôi bán thì chúng có diện tích khác nhau. Ở đây có lẽ là lời của một văn phòng địa ốc á. Người ta nói là những căn hộ mà chúng tôi bán thì chúng có những diện tích khác nhau. Nhưng mà người ta hỏi cơ là thay cho danh từ nào? Và người ta làm sẵn cho chúng ta cơ là thay cho chữ đi trước là les appartements. Các căn hộ mà chúng tôi bán. Như vậy cờ thay cho danh từ đi trước để làm COD cho động từ đi sau. Bán cái gì? Bán cờ. Cờ là appartement. Nous pouvons vous proposer des appartements qui ont une, deux ou trois pièces. Chúng tôi có thể đề xuất cho các bạn những căn hộ mà những căn hộ này thì nó có một hoặc là hai hoặc là ba phòng. Thì chúng ta cũng thấy là key thay cho danh từ đi trước là appartement. Những căn hộ này có thể có một hoặc hai hoặc ba phòng. Như vậy key này là thay cho danh từ đi trước
cũng là appartement. Câu số 3. Ils sont situés dans des immeubles ou tout est neuf. Ils, đây là các căn hộ. Chúng nó được nằm ở trong những cái tòa nhà mà ở đó thì tất cả mọi thứ đều mới toanh. Ở trong các cái tòa nhà này tất cả mọi thứ đều mới toanh. Cửa, tường, sơn, ban công, hành lang, thang, tất cả đều mới toanh. Như vậy U thay cho chữ đi trước là immeuble. Ở trong cái tòa nhà này thì tất cả mọi thứ đều mới toanh. Mới toanh ở đâu? Không phải mới toanh ở ngoài đường mà mới toanh ở trong các cái tòa nhà này. Như vậy là thay cho chữ đi trước là immeuble. Immeuble là một cái tòa, chúng ta gọi là chung cư, tòa nhà có nhiều căn hộ. Les immeubles sont situés dans un quartier où il y a des commerces, des cinémas et des transports en commun. Các tòa chung cư này thì nằm ở trong một khu phố, mà ở trong khu phố này thì có những cửa tiệm buôn bán, những rạp cine và những phương tiện chuyên chở công cộng. Như vậy chữ U này thay cho chữ đi trước và bây giờ lại thay cho chữ này là chữ quartier. U là thay cho quartier. Câu kế tiếp E. Nos architectes qui ont dessiné ces résidences ont pensé aux gens qui allaient les habiter. Ở trong câu này chúng ta có hai chữ qui. Chữ qui thứ nhất thay cho chữ đi trước là architect. Chữ qui thứ hai thay cho chữ đi trước là gens. Về chữ E này này, chữ qui này này là thay cho architect. Các kiến trúc sư. Các kiến trúc sư mà họ đã vẽ những cái nơi ở này thì họ đã nghĩ tới những người và những người này đến đây để cư ngụ. Như vậy, kỳ này thay cho những người. Người đây là les gens. Martin Duloc que vous allez rencontrer va vous faire visiter l'appartement qu'il a décoré. Người tên là Martin Duloc mà các bạn sắp sửa gặp. Như vậy chữ cờ này là thay cho chữ đi trước. Gặp ai? Gặp Martin Duloc. Như vậy thay cho một người có tên là Martin Duloc. Martin Duloc. Và ở đây cũng là chữ cờ này. Cờ này thì lại thay cho chữ đi trước là appartement. Appartement. Như vậy qua bài tập này chúng ta thấy tất cả các câu này, các đại từ mà chúng ta vừa mới điền vào mà người ta gạch dưới đó, thì đều thay cho chữ đi trước. Đó là cách mà chúng ta lý luận đó. Đại từ quan hệ là một đại từ thay cho chữ đi trước để làm một cái nhiệm vụ gì đó cho động từ đi sau. Ở đây là làm COD cho động từ đi sau. Ở đây làm sujet cho động từ đi sau. Ở đây thì làm nơi trốn cho động từ đi sau. Động từ này này. Rồi U cũng là nơi trốn cho động từ đi sau. Ilia. Rồi qui thay cho chữ đi trước để làm sujet cho động từ đi sau. Qui này là thay cho chữ đi trước để làm sujet cho động từ đi sau. Cờ là thay cho chữ đi trước để làm COD cho động từ đi sau, động từ gặp. Cờ là thay cho chữ đi trước để làm COD cho động từ đi sau, động từ décoré. Như vậy chúng ta cứ lý luận như vậy thì chúng ta có thể thay các đại từ quan hệ một cách dễ dàng. Bài tập số 2 cũng là một bài tập về đại từ quan hệ. Associer les éléments pour former des phrases. Các bạn hãy nối kết, liên kết những yếu tố ở bên tay trái với các yếu tố bên tay phải để tạo ra thành một câu. Và nếu chúng ta đã học các kiến thức trên thì chúng ta có thể điền vào cái bài này một cách dễ dàng. Tức là nó có thể, trong ba chữ này có thể làm sujet, có thể làm COD, có thể làm complément de lieu.
Và tôi nhận thấy là chữ ki là dễ làm nhất, bởi vì ki thay cho một động từ, làm suy cho một thay cho một danh từ, để làm suy cho một động từ đi sau. Nếu chúng ta thấy trong các câu này có những câu nào mà nó có động từ nó nằm ở đầu, như vậy nó cần cần ki. Như vậy trong này chúng ta sẽ có câu 6 và câu 8 nó cần chữ ki, và trong bên này chúng ta cũng thấy có câu C và câu F nó có chữ ki. Như vậy chắc chắn C và F phải đi với 6 và 8. Và chúng ta coi nhé, J inami ki, tôi có một cô bạn gái, cô ta có một căn hộ ở Luxembourg, chung phải cô ta được trang bị. Vậy chúng ta thấy ở đây là dễ làm rồi này, có một căn hộ ở Luxembourg. J inami ki a un studio au Luxembourg. Luxembourg đây là vườn Luxembourg ở Paris. Và câu F chúng ta cũng thấy nó có đại từ ki, ki thay thế cho chữ đi trước để làm suy cho động từ đi sau. Động từ đi sau đây là e đây này. J'ai visité l'appartement qui est équipé. Tôi đã đi tham quan một căn hộ và căn hộ này được trang bị bằng hai phòng tắm, tức là người ta thiết kế hai phòng tắm. Như vậy chúng ta đã làm xong được hai câu. Và bây giờ chúng ta coi tới chữ cờ, ki cơ u, cờ là thay cho chữ đi trước để làm COD cho động từ đi sau. Động từ đi sau phải là một ngoại động từ trực tiếp thì nó mới đi vượt với đại từ cờ. Và chúng ta coi đại từ cờ là một đại từ có chức năng làm COD, tức là phải đi với một động từ VT, verb transitive direct. Vậy chúng ta thấy ở trong vế thứ nhất chúng ta có bốn đại từ cờ, 1, 2, 3, 4. Và bên vế thứ hai chúng ta cũng có bốn động từ VT, động từ trouver là nhận thấy, động từ rencontrer là gặp, động từ acheter là mua, động từ préférer là thích. Vậy chúng ta bắt buộc phải nối các cái đại từ này với bốn câu này và chúng ta tìm xem câu nào có ý nghĩa. Câu B là một câu hỏi bởi vì nó mở đầu bằng một tính từ nghi vấn. Quel est le pays que? Cái quốc gia mà bạn, chúng ta không thể để cái này được. Chúng ta không thể để câu này bởi vì đây là một câu hỏi này. Thì chúng ta sẽ dùng câu thứ tôi xin nhắc lại, trong bốn câu mà chúng ta có thể dùng để nối kết với bốn câu bên này thì câu B này bắt buộc phải đi với câu số 5 bởi vì đây là một câu hỏi, đây là tính từ nghi vấn. Quel est le pays que? Chúng ta bắt buộc phải dùng một câu có dấu hỏi. Thì chúng ta thấy là Quel est le pays que tu préfères? Rồi câu thứ hai có chữ cờ này, j'ai visité l'appartement que, tôi đã tham quan cái căn hộ mà. Ở đây chúng ta thấy là không thể là mà anh ta, mà chúng ta sẽ thấy nó đi với mà bạn đã mua. Tôi đã tham quan cái căn hộ mà bạn đã mua. Que tu as acheté. Câu kế tiếp, il a un propriétaire. Anh ta có một người chủ nhà mà cái người chủ nhà anh ta thấy rất là rất có thiện cảm. Qu'il trouve sympathique. Và c'est le locataire, đây là cái người thuê nhà mà các bạn đã gặp ở nhà chúng tôi. Để chúng ta thay vào để cho nó có nghĩa. Và bây giờ chúng ta còn lại câu cuối cùng là U. À, còn hai câu ở đây U. U là nơi chốn, quelle est la ville, cái thành phố mà nơi bạn, ở đây chúng ta thấy nơi bạn có một cái hồ bơi trên lầu thì không có nghĩa. Như vậy cái thành phố mà nơi bạn sinh ra đó là Paris hay là Dakar? Quelle est la ville où tu es né, Paris ou Dakar? Như vậy còn sót lại một câu nữa, đây là U này. Nos bureaux sont dans un immeuble où, các văn phòng của chúng tôi thì nó tọa lạc trong một chung cư, ở đó có một cái hồ bơi ở trên mái nhà. Và chúng ta thấy như vậy nó đã hợp lý rồi. Và bây giờ chúng ta có thể đọc lại nhé. Câu A nhé. Quelle est la ville où tu es né, Paris ou Dakar? Cái thành phố nơi bạn sinh ra đó là Paris hay là Dakar? Quel est le pays que tu préfères?
Cái thành phố mà bạn ưa thích là thành phố nào? J'ai une amie qui a un studio au Luxembourg. Tôi có một cô bạn gái. Cô bạn gái này có một căn hộ ở vườn Luxembourg. Nos bureaux sont dans un immeuble où il y a une piscine sur le toit. Chúng tôi, các văn phòng của chúng tôi thì nằm ở trong một tòa nhà mà ở đó có một cái hồ bơi ở trên lầu. J'ai visité l'appartement que tu as acheté. Tôi đã đi tham quan căn hộ mà bạn đã mua. J'ai visité l'appartement qui est équipé de deux salles de bain. Tôi đã tham quan cái căn hộ mà căn hộ này có được trang bị bằng hai phòng tắm. Chúng ta nhìn câu ơ và câu é phần nó hoàn toàn giống nhau nhưng mà đại từ không giống nhau và chúng ta phải lựa chọn. Như vậy chữ ki này thay cho chữ đi trước để làm suy là đi với câu 6 bởi động từ này nó không có suy. Còn trong cái câu ơ, chữ cờ này là thay cho danh từ đi trước là appartement để làm COD cho động từ đi sau. Động từ đi sau là động từ acheter đòi hỏi phải có một COD. Và câu kế tiếp, il a un propriétaire qu'il trouve sympathique. Anh ta có một người chủ nhà mà anh ta thấy là rất là thân thiện. C'est le locataire que vous avez rencontré chez nous. Đây là người thuê nhà mà các bạn đã gặp ở nhà tôi. Xin chào tất cả mọi người.